7.000 một cầu nha các bạn, một cầu nguyên bản luôn nè. À, đồng này là đồng Sa Gài, Tân Hồng, Đồng Tháp, thị trấn Sa Gài. Hai con 7.000 hết luôn. Mấy con này phải lên cái giỏ, giỏ bán lớn con mới đã. Con này cái giỏ còn vuông quá, chưa có to nhiều. Kịp lại gần cái bánh nó bự. Gần nhìn cái bánh ớn lạnh luôn, nhìn xa thấy đâu có bự đâu. Kiếp được chưa? Rồi thùng này nhìn không biết thùng Nhật hay Trung Quốc luôn. Nó mà nhìn xa thấy cái bánh nó nhỏ là gặn bánh quá bự. Bánh sau thì Figali, bánh trước thì Châu Nhà Nông. Chào bữa nay ui các bạn ơi, nhưng mà nó có mưa rồi, sớm mưa lâm râm mà ngưng à. Nói chung trời này cuốn cũng mệt, cái gì có cuốn cũng khỏe, không có mệt. Cái mầm xào sờn lại sáng gực luôn. Không, nhìn xa xa cái bánh nó không có to à, lại gần nhìn ớn lại luôn, hú hồn. 7.000 này thông số mà là 79 PS là 7 cỡ 78 mã lực đó. Dòng tua nó có 2.400 à. Nông ngư cơ Tư Viên, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang. Thùng hai to, hiệu này cũng nghe hơi lạ. Hôm trước thì quay được con 7.000 cái móc, bữa nay quay được con 7.000 lên bánh cuốn gom và một cầu, chạy chung với con hai cầu. Đội này thì có ba con, dưới này con cái nào không biết mấy ngàn đây. Nè, zoom gần lại coi nó bự kìa. Bánh nó cỡ 1.5 m. Cao quá nha. Bánh này bánh bầm 4, mầm bầm 4. Mầm 30 bánh nó còn lớn nữa. Mầm 30 là mình quay con 7.000 kéo móc á. Con kia của Nguyễn Đỉnh. Con này Figali,
Bánh trước thì trong nhà nông. Ở đồng này cuốn máy lớn nhiều nha các bạn. John Deere 5310 6.000 với 7.000 luôn nè. Thấy được có con Siboga 3.000 là nhỏ. Con Siboga đấu đầu 3T100 với hai con 6040. Nói chung là toàn máy lớn, có con Siboga là nhỏ. Con hai cầu còn ốp lưới chỗ cabo luôn. Ngày hôm qua có bạn nào hỏi mình phân biệt hai cầu một cầu thì nó cũng dễ. Thì hai cầu bạn cứ nhìn cái bánh lớn này, bánh gai. Nhưng mà cũng có một số một cầu người ta gắn bánh gai nữa. Nhìn ngang thì cũng tưởng hai cầu. Lúc đó thì đầu mình nhìn cái trục. Trục nằm giữa bánh mà to thì là hai cầu, còn mà trục nhỏ như gì nằm bên trên, nó nhích lên trên chút xíu là do cái bánh một cầu nó nhỏ cho nên ta làm cái trục nó cao lên vậy đó. Nó chống xuống không phải nó cao lên mà cho nó căng gói với xe đó. Chứ nhìn cái ụ cầu bên giữa đó, có cái ụ cầu là hai cầu, đơn giản vậy thôi. Còn một cầu thì bánh gai trơn vậy đó. Nó cũng có gai đó mà gai chút đỉnh chứ không có nhiều. Hay kêu là bánh trơn. Hai con này cái hơn nghe còn quá phê luôn. Đang hồng bên này là nói về máy lớn là bên này chùm nguyên vùng luôn. Ý mình chùm là chùm trong vùng nha các bạn, chứ không phải miền Tây nha, nguyên cái miền Tây nha. Cải tiến cũng mấy khủng không, mấy cài cũng mấy lớn không. Con kia qua bên kia đậu với con kia đang gặp sự cố giằng cứu nữa. Gơm liêu quyêu quá, chạy mót từ từ chứ không có chạy nhanh được. Gơm thì cũng hơi cũ. Bánh này là nhỏ không? Bánh Nguyễn Đỉnh. Nguyễn Đỉnh bánh 30 ạ. Cái số đó là cái đơn vị tính của nó là inch nha các bạn, chứ không phải là cm nha. Lúc giờ mình quên nói cái vụ này. Không phải gọi là nói, gọi là phải gọi đúng hơn là chia sẻ. Một inch hình như là 2,5 mấy hay gì đó, 2,5 mấy cm hay gì đó. Như tầm đó đó. Nói chung máy lớn thì chạy giằng cuốn nó cũng giặt lắm. Chạy mấy giằng cuốn yếu yếu chịu không nổi đâu. Có nhiều người, nhiều khi máy lớn nó chạy kỹ người ta cũng không có chạy nhanh nữa. Thường là máy lớn người ta đầu tư làng là người ta hay xài thùng ta. Chạy ít hao hơn. Còn cái bánh sau, cái bánh trước cũng trợn giật. Nhìn giống như mấy con John Deere mà ủ nu. Bánh sau hoành kỳ, bánh trước có chút rí. Mấy con chiên để kéo.
gom mót, những gom nằm sát sát ở dưới không. Với lại ở đây bên này mình thấy đa số là máy cắt nó cắt cắt thấp chứ không cắt cao. Bởi gom nhiều mà gom nằm thấp không. Đất bên này quá khỏe luôn. Khô gan, máy móc đồ đi im gu. Không thấy không miếng lạy luôn. Hai vụ mà. Cái để mình nói là cái đơn vị BS này mình cũng hay gặp nhiều. Gặp nhiều nhất là ở nằm ở trên con Shiboga. Với 3T, 4T, 100 mà nó cũng xài đơn vị BS. Thằng Fiat nó cũng xài đơn vị BS, Fiat 640, 700 rồi đó. Cái BS đó theo mình tìm hiểu nó là cái công suất đầu ra tối đa. Thường công suất đầu ra tối đa nó sẽ cao hơn cái công suất thật là một mã lực. Cái đó là cái phỏng đoán của mình nghe, với cái đa số mình kiểm tra thông tin mình hay thấy gì. Sao nhìn tới cái đít chà bá. Máy càng lớn là dòng tua nó càng chậm. Có con Fiat 700 cái dòng tua nó tới 2.600. Còn 7.000 này thì dòng tua có 2.400 à.